Sáng nay, cảnh sát giao thông nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Nai đã có mặt trên quốc lộ 1A để phát nước và khăn lạnh cho những người về quê nghỉ lễ Quốc khánh. Tại đoạn qua địa bàn thị trấn Trảng Bom, nhiều người được cảnh sát giao thông mời dừng lại, nhận nước suối và khăn lạnh, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành luật giao thông và chúc họ có chuyến đi an toàn, kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Hầu hết người đi đường khi thấy cảnh sát giao thông lập điểm tiếp sức hành trình đều bày tỏ niềm xúc động khi được quan tâm hỗ trợ. Chỉ trong 30 phút, hơn 1.600 chai nước lọc, khăn lạnh đã được cảnh sát giao thông công an huyện Trảng Bom cùng đoàn viên thanh niên tình nguyện trao tận tay những người chạy xe qua đây.